Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi Tuất tháng 2 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch. Mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng đón xem. Tử vi tuổi Tuất tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi 2021, cục diện lục hợp xuất hiện nâng đỡ để mối quan hệ của con giáp tuổi Tuất với cấp trên và đồng nghiệp thuận lợi. Nếu gặp trở ngại trong công việc, bạn được rất nhiều người xung quanh giúp đỡ nhiệt tình. Chính ấn hỗ trợ cho các công việc sáng tạo của con giáp tuổi Tuất có cơ hội thăng hoa, vì thế, lúc này bản mệnh rất đam mê sáng tạo, thậm chí có phần quá xa đà tới nỗi không nghĩ tới tính khả thi của nó. Nếu không biết cân đối lại sớm, bạn sẽ lãng phí khá nhiều nguồn lực của mình đấy. Tháng này cho thấy con giáp tuổi Tuất cần phải thận trọng hơn với các giấy tờ, văn bản mà bạn buộc phải giải quyết ngày hôm nay. Sự tỉ mỉ, thận trọng không phải là lợi thế của bạn, thế nên bạn càng cần phải dành thời gian cho chúng để tránh những sai lầm không mong muốn. Điều lưu ý đối với tuổi Tuất đó là khi xử lý những vấn đề liên quan tới công việc thì bạn nên lý trí hơn, nếu để chuyện tình cảm hoàn toàn che mờ tính logic trong đó thì lại gây ra thêm nhiều rắc rối hơn nữa đấy. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch tuổi Tuất, ảnh hưởng của tiểu hao nên bản mệnh rất dễ làm mất tiền trong những sự cố khá ngớ ngẩn. Những món đồ tuy nhỏ nhưng bạn để mất và phải mua lại cũng làm bạn tiêu tốn số tiền kha khá đấy nhé. Tháng này, bạn cũng có xu hướng thích mua những món đồ rẻ tiền vì nghĩ rằng chẳng đáng là bao. Chính thói quen này đang khiến túi tiền của bạn cứ thế mà dò dỉ mỗi ngày mà bạn không biết. Kiên nhẫn chính là chìa khóa cho bất kỳ một công việc nào trong cuộc sống, nhất là về khía cạnh tiền bạc. Vì vậy, thay vì mua một món đồ ngay lập tức, hãy tiết kiệm thêm mỗi chút để mua một món đồ đáng giá, đáng tiền mà sử dụng được lâu bền bạn nhé. Ngoài ra, nếu gặp vấn đề khó khăn về tài chính thì đừng ngại nhờ mọi người xung quanh mình khi mà họ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn. Lúc hoạn nạn thì ai cũng cần có nhau cơ mà. Tử vi tuổi Tuất tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Tử vi tuổi Tuất 2021, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tuất, dù bạn ra sức vun vén mối quan hệ giữa hai người. Thực ra cách mà bạn chăm sóc yêu thương không giống như cách đối phương mong muốn. Thay vì làm theo cách mình nghĩ thì bạn nên quan sát nhiều hơn để biết làm gì cho người ấy cảm thấy vui. Có người còn có dấu hiệu quá phụ thuộc vào đối phương mà đánh mất đi sự độc lập hay cá tính vốn có của mình. Khi bạn đánh mất nét riêng vì muốn thay đổi, làm hài lòng người khác có nghĩa là bạn không yêu thương bản thân mình, vì thế đừng mong ai đó cũng yêu thương bạn nhé. Trong các cuộc trò chuyện, thay vì vòng vo nên nói rõ ràng, thẳng thắn, kể cả với những người bạn chỉ tương tác xã giao hay những người mà bạn đã quen biết lâu năm. Chia sẻ có vẻ kiểu cách của bạn có lẽ vì thế không hẳn khiến cho mọi người đều hài lòng. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch về phương diện sức khỏe. Trong tháng 2 năm 2021 âm lịch có thể thấy, ở miền Bắc lúc này có ảnh hưởng của gió mùa đông bắc khô và lạnh. Vì thế, bản mệnh nên quan tâm hơn đến vấn đề thời tiết để lựa chọn trang phục cho phù hợp, tránh bị ốm do thay đổi của thời tiết. Bạn cũng nên ưu tiên món ăn nóng để làm ấm người, hạn chế ăn đồ nguội lạnh vì có thể khiến bạn đau bụng, không tốt cho sức khỏe của bạn chút nào. Dù trời lạnh cũng đừng vì thế mà lười tập luyện bạn nhé, nhớ duy trì thói quen này như thời gian qua bạn vẫn làm. Thể chất của con giáp tuổi Tuất ngày hôm nay khá tốt, nhưng dường như tinh thần và cảm xúc của bạn không được tích cực như vậy. Những nỗi bất an, những trăn trở và lo lắng có thể làm phiền bạn và khiến cho nội tâm của bạn có một chút xáo trộn. Hãy cố gắng giải tỏa hết những căng thẳng này bằng những chuyến đi chơi ngắn ngày với bạn bè, người thân của mình rồi cuộc sống của bạn sẽ tươi vui trở lại thôi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất. 1. Mậu Tuất, Mộc, Nam La Hầu, Nữ Kế Đô. Hầu quyết, hãy thể hiện sự kính trọng với người hơn tuổi bạn và cố gắng lắng nghe họ nhiều hơn. Quý nhân Tị Mùi, tiểu nhân Dần Mão.
Màu sắc may mắn, vàng trắng. 2. Canh Tuất, kim, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, hãy tập học cách quan sát và rút ra kinh nghiệm riêng cho mình. Quý nhân, thìn hợi. Tiểu nhân, thân, ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, đen. 3. Nhâm Tuất, thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, dành nhiều thời gian hơn cho chính mình để yêu bản thân hơn. Quý nhân, mùi Tuất. Tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, nâu tím. 4. Giáp Tuất, hỏa, nam La Hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, có những tính toán đi sai kế hoạch, bạn nên đối diện với nó. Quý nhân, thìn, dậu. Tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. 5. Bính Tuất, thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, hãy có kế hoạch xa hơn cho tương lai của bạn. Quý nhân, thìn, sửu. Tiểu nhân, ngọ, mão. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Tình hình tài chính của người tuổi Tuất đang phất lên rõ ràng, báo hiệu một năm mới tràn đầy động lực và cơ hội. Người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập cố định, làm nhiều hưởng nhiều, không lo thiếu thốn. Nếu đã chăm chỉ cố gắng khẳng định bản thân suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn thu nhận thành quả. Bên cạnh việc tăng lương tăng thưởng, bạn còn có được cơ hội thăng chức. Việc kinh doanh, buôn bán dần sôi động trở lại, thêm vào đó, bạn còn có thêm khoản nọ khoản kia nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh không lo túng thiếu. Bản mệnh không thiếu những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn, chỉ cần có đủ sự nhạy bén là nắm bắt được ngay thôi. Vốn dĩ con giáp này luôn khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, biết cách lấy được thiện cảm và sự tin tưởng từ người đối diện. Và tháng này chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp. Ngăn tăng quá cái gì đây? Ngăn một thoại bổ sung ngăn tăng này là khỏi đâu tích tụ cái dấu. Rồi được rồi. Khỏi đâu tiếp tục cái dấu. Rồi được rồi. Rồi tiếp tục. Tẹp đi chứ anh nào gửi mà chưa bắn lên này. Kéo em đi chứ anh nào gửi mà chưa bắn lên này. Đấy. Kéo từ từ. Đấy, cái tẹp này là từ từ này. Cái tẹp nó sử tẹp dưới. Đấy, cái tẹp này là lại bắn này. Bắn tẹp dưới lại dưới. Cho nên là lại phải bắn vào chữ nhưng mà chữ dưới lên à chữ bắn lên mà chữ anh nào vừa chữ nhưng mà chữ sửa đấy chữ bắn lên mà đem lại ghi lại rồi giờ xem lại gửi bản PDF sao cái này nó định gửi bản PDF sao cái này nó định gửi bản PDF đó không gửi bản PDF ký bỏ đi hủy đi tôi bảo không không kéo xuống bỏ đi hủy đi tôi bảo không kéo xuống đã lại rồi yêu cầu soạn thảo lại kéo nữa đi yêu cầu soạn thảo lại trúng thì tôi ký năng được đó tao không trúng thì ký năng được thấy như cái mà không trúng là yêu cầu gì đấy thấy như cái mà không trúng là yêu cầu gì